Sofa Hoàng Gia Nguyên Khối tại Sơn Đông hiện đã không còn xa lạ gì đối với quý khách hàng nữa rồi đúng không ạ? Và đương nhiên là những cái bộ sofa này cũng là một phần để tạo nên tên tuổi của Sơn Đông trong thời điểm hiện tại đối với những cái cơ sở nội thất nổi tiếng tại Việt Nam hiện nay ha. Và ở đây là cái bộ sofa mà em cũng muốn giới thiệu cũng như là vừa mới lên cửa hàng để phục vụ cho quý khách hàng trong dịp cuối năm 2023 và đầu năm 2024 này để mà mua về mình đón Tết luôn. Đấy, và đây là bộ sofa Hoàng Gia bao gồm là 6 món như trên màn hình mọi người có thể thấy. Và chất liệu để mà hình thành nên cái bộ sản phẩm này đó chính là chất liệu gỗ gõ đỏ. 100% là gỗ gõ đỏ của Nam Phi ha. Và cái chất liệu gỗ này thì đương nhiên là phải đủ gỗ để mà làm nên cái bộ siêu phẩm này rồi. Bởi vì cái bộ này thì được làm tất cả các chi tiết đều được làm nguyên khối hết. Đó, như là mọi người thấy ở đây nè. Ví dụ như là phần ghế đơn ở đây đi, thì cái phần tựa lưng này sẽ được làm nguyên khối nè. Chương, tay và mặt ngồi sẽ được làm nguyên khối. Ngoài ra thì cái phần chân này, phần yếm cũng sẽ được làm nguyên khối luôn. Và những cái video trước em đã giới thiệu về thông số đặc biệt cũng như là độ dày của sản phẩm rồi. Thì bây giờ em sẽ ghi ở dưới phần mô tả cho mọi người có thể nhìn thấy và có thể tham khảo thêm ha, dễ dàng hơn rất là nhiều. Và cái bộ này thì nó hơi khác biệt so với những một chút một xíu, đó chính là về màu sắc. Thì cái màu của nó thì nó hơi sậm hơn một xíu. Bởi vì đây là hàng cổ điển cho nên là đây một cái ý tưởng mà Sơn Đông muốn đưa ra cũng như là muốn ra mắt. Là do cái màu sơn thì nó sẽ đậm hơn những cái bộ chút xíu ha, nhưng mà sẽ thể hiện được cái phong cách cổ điển hoàng gia của mình trong cái khi mà đặt trong cái không gian nhà của mình ha. Ok, và ngoài ra thì để mà hình thành cũng như là để mà tạo ra một cái siêu phẩm như thế này thì chắc chắn ngoài gỗ ra thì cũng phải cần có những người thợ để mà đục chạm lên những cái hình ảnh cũng như là những cái hoa văn này đó. Như mọi người thấy trên màn hình thì bộ này được đục chạm rất là nhiều, bởi vì theo phong cách cổ điển á thì sẽ có những cái đặc trưng như là hai hình ảnh hoa văn đối xứng nhau. Và ví dụ như là chiếc ghế đơn hay là chiếc đoạn dài thì mọi người có thể nhìn thấy hơn ở đây. Chiếc đoạn dài thì sẽ được làm là hai cái chỗ ngồi và ở chính giữa sẽ là một cái bàn giữa để mọi người dễ sử dụng. Vì khi mà có rất là nhiều khách hỏi em á, tại sao cái đoạn dài này sẽ không làm băng ngang luôn. Nếu mà làm ngang co luôn á, thì sẽ không có đẹp bằng khi có cái bàn phụ ở chính giữa, sẽ giúp cân bằng giữa hai vị trí và cũng như là sẽ giúp cho sản phẩm nó có điểm nhấn nhiều hơn đó. Đây, tấm hoa văn ở giữa nè cũng là một cái điểm nhấn cho cái đoạn dài. Bao nhiêu tinh túy và bao nhiêu cái chất xám của người thợ đã đưa vào đây hết. Khi mọi người sử dụng những cái hàng hoàng gia cổ điển á, thì em chắc chắn rằng mọi người biết cái nguồn gốc và cũng như là cái quán hình thành của cái sản phẩm này rồi, của những cái bộ sưu tập này rồi đúng không ạ? Đó, những cái đường hoa văn đục chạm này khi mà Sơn Đông lấy về cũng như là Sơn Đông mua bản quyền về á, thì cũng phải xem xét cũng như là phải tạo lại cái dáng ngồi cũng như cái dáng ghế để cho phù hợp với người Việt Nam khi mà mình sử dụng và mình để vào nhà ha. Đó, nói chung là để mà hình thành nên những cái bộ siêu phẩm này á, thì Sơn Đông phải nói là càng ngày phải càng hoàn thiện cũng như là phải nâng tầm lên rất là nhiều. Và em cũng xin tiết lộ luôn, hiện tại ở đây là bộ 6 món đúng không? Và sắp tới thì trước Tết năm 2024 thì Sơn Đông sẽ cho ra mắt thêm một bộ sofa Hoàng Gia Nguyên Khối nữa. Bao gồm là 10 món, sẽ bao gồm là một đoạn dài nè, 4 ghế đơn, một bàn chính, 2 đôn kẹp và 2 đôn ngồi. Đó, dành cho không gian nhà từ 30m² trở lên. Còn bộ này thì sẽ dành cho không gian nhà từ 20m² trở lên là ok. Đó. Và nói về độ giá trị của cái bộ bàn ghế này thì các em không cần phải nói nhiều nữa rồi. Tại vì khi mà nói về cái giá trị cũng như là giá thành thì ai cũng đưa ra cái mức giá là tiền nào của nấy đúng không ạ? Và Sơn Đông cũng vậy, thì đương nhiên Sơn Đông sẽ đặt chất lượng lên hàng đầu. Và những cái hàng tại Sơn Đông thì sẽ không thể nào mà so sánh được với những cái cơ sở khác ở ngoài thị trường đó. Như là khi mà mọi người đến đây và mọi người trải nghiệm trực tiếp thì sẽ xem xét những gì em nói là đúng hay sai ha. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho mọi người là bộ sofa Hoàng Gia 6 món đang có mặt tại chi nhánh An Lạc Bình Tân ở địa chỉ là 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại đang có một bộ siêu phẩm như này và một bộ 10 món nữa, nhưng mà bộ 10 món thì đã có chủ sở hữu rồi. Hiện tại thì khách đang gửi lại để mà sang năm vào nhà mới thì khách sẽ lấy. Nên là nếu mà mọi người muốn xem bộ siêu phẩm 10 món thì cứ tới đây ạ. Và nếu mà mọi người có thắc mắc hay là muốn quan tâm thêm về cái sản phẩm này thì hãy alo em qua số 0938
200 165 để có thể tư vấn và hỗ trợ trực tiếp cho mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại.